Rồi hôm nay chúng ta có một cái buổi quay rất là muộn liên quan đến thế giới di động nha. Và trong phiên ngày hôm nay thì thế giới di động cũng trôi nhẹ đúng không? 0.7 like và đương nhiên là khoảng 1%. Và về phía thị trường ngày hôm nay thì hôm nay phiên đầu tuần đúng không? Và điểm đặc biệt nhất ngày hôm nay thì chỉ số thì không phải là biến động mạnh đúng không? Trôi nhẹ thôi. Tuy nhiên là thanh khoản thì vô cùng thấp đúng không? Hôm nay tổng là 12.800 mà trong đó thì thỏa thuận là mình nhìn thấy ở đây đã là 2.400 rồi đúng không? Như vậy là nếu chúng ta trừ nốt đi thì có khi tóm lại là chỉ còn khoảng 10.400. Vâng, cũng là rất là thấp. Vâng, như vậy là đấy là cái thông số mà chúng ta nhìn thấy được đúng không? Vâng, thị trường đang cực kỳ thận trọng sau cái quyết định giảm lãi suất lần đầu tiên của Fed đúng không? 0,5%. Và chúng ta sẽ còn từ giờ cuối năm còn 2 lần họp nữa đúng không? Vào tháng 11 và tháng 12. Và dự kiến thì sẽ là 0,25% đúng không? Đấy gọi là dự kiến gọi là trên media là như vậy. Thế còn bây giờ rất nhiều bên người ta đã bắt đầu đào sâu về cái cuộc khủng hoảng lần trước đúng không? Để chúng ta xem là liệu rằng lần này Mỹ đúng không? Họ nó có xảy ra suy thoái không? Đây là cái rất là khó. Vì tất nhiên là nó sẽ có một số dấu hiệu đúng không? Thế, còn chính xác có xảy ra không thì mình nghĩ là dữ liệu data là rất khó. Tuy nhiên chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem nha. Bây giờ thì quay lại với thế giới di động đúng không? Trước khi đến với buổi ngày hôm nay thì mình cũng bỏ chút thời gian ra đúng không? Nhập dữ liệu từng tháng của công ty trong vòng khoảng 2 năm gần đây đúng không? Đây là cụ thể vào các tháng của năm 22 đúng không? Đấy. Lúc đấy thì theo số liệu mình lấy được ấy, thì chỉ có mỗi số liệu bách hóa xanh thôi, còn di động với ông điện máy thì lúc đấy ông lại gộp vào cho nên mình thì không thích số gộp. Và đến giờ này thì có thấy là những cái năm 22 là năm tháng rất là tốt đẹp đúng không? Gọi là doanh thu cao nhất lịch sử đúng không? 133.000 đây. Thì có thể thấy là tóm lại là những lúc tốt đẹp là lúc mà giao dịch được khoảng tầm 11.000 tỷ một tháng. Đấy là doanh số bán hàng. Sau đó thì đến cuối hai là bạn cũng nhìn thấy nó bắt đầu nó trôi dần. Vâng, trôi dần trôi dần. Hai cái tháng Tết thì đỡ hơn một chút đúng không? Vì 19.000 hai tháng chắc là khoảng 9.000 rưỡi một tháng rồi đúng không? Vậy là dù sao thì nó vẫn đang trôi. Và đáy 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 của doanh số đúng không? Là vào tháng 3 của năm 2023. Vâng, lúc đấy là chưa được 8.000. Chỉ 7.980 thôi, gần 8.000. Sau đó thì lanh quanh đúng không? Và đến gần cuối năm thì có vẻ nó vẫn lanh quanh ở cái chỗ này mà tất nhiên nó không rơi nữa đúng không? Thế để mà có được cái này thậm chí Thế Động còn phải giảm giá đúng không? Giảm giá để giữ khách đúng không? Cực kỳ khó khăn. Và chúng ta cũng nhìn thấy là cái tỷ trọng của chuỗi thế giới di động trong cái hệ thống là đang giảm dần, và đến ngày hôm nay là chỉ còn 21,2 thôi đúng không? Đến tháng 8 vừa rồi đấy là chỉ còn có 21,2 thôi. Và bây giờ thì Thế Động thì chuỗi Thế Động này mỗi quý được khoảng hơn 2.000 đúng không? Đấy. Tháng vừa rồi cũng là tháng khá khá trong thời gian gần đây đúng không? Của năm nay luôn. Đấy, là như vậy. Thế còn chuỗi điện máy xanh đúng không? Chúng ta cũng nhìn thấy ngày xưa lúc cao cuối 22 là 51, bây giờ thì cứ giảm dần mà đến giờ phút này thậm chí còn có 45,7 thôi. Tóm lại là mỗi quý thì à mỗi tháng thì được hơn 4.000. Tháng vừa rồi là 4.800. Và cái điểm mà chúng ta cần nhìn nhất ở đây ấy là chuỗi bách hóa xanh đúng không? Đấy, số liệu mình nhìn thấy đây. Những năm 22 thì họ ở cái quãng khoảng 2.100 cho đến cuối năm thì lên được 2.400 đúng không? Và tỷ trọng trong cả hệ thống là nó cứ tăng dần lên đúng không? Chúng ta nhìn thấy như vậy. Ngày xưa có 15, đến đây là 20 đúng không? Và đến cuối năm 2023 là 26 đúng không? Và bây giờ lên đến 30 rồi đúng không? Đấy. Mặc dù là chúng ta nhìn thấy là số lượng cửa hàng là từ khoảng vài năm nay là cơ bản là không thay đổi, và thậm chí là 22 là đóng cửa 22 là chỉ có 1.700 thôi, trong năm 22 là đóng cửa đến 378 cửa hàng. Và như vậy là tóm lại là 3 năm nay là số cửa hàng không thay đổi gì nhiều, và không biến động nhiều. Và nếu có doanh thu có tăng ấy, thì một là do cầu tăng, và hai là những cái cải tiến trong cái cách bán hàng đúng không, rồi cách rồi các mặt hàng của công ty đúng không, chúng ta biết được mặt hàng tươi sống thì nó đang tốt dần lên đúng không. Trước là chỉ có 2.100, đến đây thì đến cuối năm ngoái là 3.100, và đến cái tháng tháng 8 vừa rồi đúng không, mà chúng ta vừa có số liệu xong và mình vừa lấy bên trang mvkg.vn đúng không, thì chúng ta có cái này và mình có cọp nó vào đây đúng không? Đấy.
là chúng ta ra như này, 3.700 tỷ và là coi là cao nhất từ trước giờ. Như vậy là nếu mà chúng ta chia cho cái số lượng cửa hàng nữa thì chắc là khả năng sẽ ra doanh số bình quân tháng, đúng không? Còn đây là cái số lượng cửa hàng mà trong tháng 8, đúng không? Và bên Thế Động thì đóng mất 5 cửa hàng, bên Điện Bánh Xanh đóng 3 cửa hàng, còn bên Bách Hóa Xanh tháng này lại mở thêm 17 cửa hàng, đúng không? Rất quan trọng. Như vậy từ đầu năm đến giờ là tăng 23, thế như vậy là họ đang bước đến cái việc là bắt đầu mở rộng, đúng không? Mở dần dần trở lại, không phải mở rộng, đúng không? Gọi là mở dần thôi. Như vậy đã kết thúc chu kỳ đóng, đúng không? Ở chuỗi Bách Hóa Xanh và đang bắt đầu mở lại. Bên phía An Khang, đúng không? Mà theo số liệu mình nhìn ở đây là tháng vừa rồi cũng đóng 60 cửa hàng, như vậy cực kỳ nhiều luôn. 7 tháng đầu năm mà đóng 140 cửa hàng, đến đây là đóng tận 60 cửa hàng luôn. Còn các chuỗi khác thì mở thêm 5, đúng không? Đấy, và chủ yếu là ở đây là Era Blue, đúng không? Mình nhìn thấy được. Như vậy tổng lại là Thế Động vẫn đóng bớt, đúng không? Đấy, chúng ta nhìn thấy như vậy. Như vậy là họ vẫn đang ra sức cân chỉnh, đúng không? Cân chỉnh Thế Động, cân chỉnh Máy Xanh và cân chỉnh cả chuỗi dược luôn, An Khang luôn. Và chỉ có Bách Hóa Xanh bắt đầu gọi là mở chọn lọc trở lại, đúng không? Bắt đầu nhích nhẹ. Như vậy là có vẻ cũng sáng dần, đúng không? Mà chúng ta điểm đặc biệt đây là nhìn thấy cái này cực kỳ sáng luôn. Vâng, giả sử có 1.721 cửa hàng thì doanh thu mỗi bình quân mỗi cửa hàng vừa rồi là 2 tỷ mốt, đúng không? Đấy, đây là cái mà mình coi được, đúng không? Đấy, như vậy. Như vậy có vẻ cũng bắt đầu ok dần lên. Đây là đang tốt dần lên, đúng không? Vậy là năm ngoái tháng 12 năm ngoái tỷ 8 là đã hòa vốn rồi, đúng không? Hôm nay khả năng là bắt đầu gọi là như báo chí người ta gọi là mang tiền về cho mẹ đấy, đúng không? Đấy, như vậy. Và như vậy dữ liệu mà chúng ta nhập xuyên suốt đây thì thấy doanh thu của Bách Hóa Xanh cứ tăng dần, đúng không? Như vậy là hết sức là xuôi, càng ngày càng tốt lên. Mặc dù số lượng cửa hàng không hề mở thêm. Đấy. Thấy đầu năm cuối năm vẫn loanh quanh cái số 1.700, đúng không? Tóm lại là không hề, hầu như không hề mở thêm mấy. Năm nay mở thêm có 2-3 cửa hàng thôi, rất ít. Cơ bản là do cái động lực của từng cửa hàng chứ không phải là do cái mở mới kia. Rồi bây giờ thì chúng ta quay lại với báo cáo thường niên, đúng không? Khả năng hôm nay là chúng ta có thể kết thúc cái báo cáo này. Hôm nọ thì chúng ta đang ở cuối cái liên quan đến các nhân sự trong lãnh đạo của hội đồng quản trị, đúng không? Nhìn thấy mấy ông Tây đây, đúng không? Và anh này thì tổng đốc chủ tịch của bên Golden Gate. Rồi. Như vậy là chiến lược của công ty thì đây rồi, đúng không? Chúng ta nhìn thấy rất ok rồi. Mà theo như doanh thu chuỗi đây thì từ giờ cuối năm mà mỗi tháng mà cứ 11.000 nữa thì có nghĩa là còn khoảng 44 đến 45.000 tỷ nữa. Cộng vào đây thì năm nay sẽ lại quay lại 130.000 tỷ và nó tương đương với 22. Với tốc độ này là hoàn toàn tương đương với 22, đúng không? Đang cực kỳ ok, đúng không? Đấy. Mà trong khi xu hướng là lãi khấu hao nó có xu hướng giảm nên khả năng năm nay lợi nhuận mình nghĩ có thể sẽ đạt đến 4.500, đúng không? Rất là nhẹ nhàng, không khó khăn. Rồi, đúng không? Chúng ta quay lại với trang 48, đúng không? Các thành viên tiếp theo của hội đồng quản trị, cái bạn Đoàn Văn Hiểu Em, đúng không? Thành viên hội đồng quản trị và ở đây là điều hành luôn, đúng không? Cử nhân kế toán tại Đại học Tài chính Marketing, gia nhập Thế Động từ năm 2007, đúng không? Như vậy từ khi nhận vốn ấy. Có hơn 10 năm làm việc cho khối phát triển kinh doanh ngành hàng điện tử viễn thông trước khi được bổ nhiệm làm tổng đốc của công ty cổ phần Thế giới di động từ tháng 9 năm 2018, đúng không? Và thành viên hội đồng quản trị từ tháng 3 năm 2019, đúng không? Hiện nay thì số cổ phần biểu quyết là 2.8 triệu và tương đương với 0.194%, đúng không? Vậy là cũng ok. Và tiếp theo đây là ông Đỗ Tiến Sĩ, nghe rất là hàn lâm, thành viên độc lập, cử nhân quản trị máy tính Đại học Monash Úc, thạc sĩ đại học gì đấy, INSEAD gì đấy của Pháp, đúng không? Rồi phó tổng của công ty thép Tây Đô, tổng giám đốc của thép Pomina, phó chủ tịch của PO. Vâng, qua ngó hình như ông này bị đẩy ra Upcom rồi thì phải. Ngày xưa ông là công ty thép lớn, đúng rồi, về Upcom rồi. Giờ phút này chắc không còn ok nữa rồi. Vâng, đây rồi, đúng, tổng đốc luôn. Như vậy là cũng có quen biết với Thế giới di động nên được mời sang làm
thành viên độc lập. Chúng ta đến với thành viên độc lập tiếp theo, đúng không? Như vậy là mình nhìn thấy bóng ở đây đang đến người thứ ba rồi, đúng không? Ông Đào Thế Vinh này, đúng không? Là chủ tịch của Golden Gate này. Ông Đỗ Tiến Sĩ là tổng đốc của POM này, đúng không? Thép Pomina này. Người thứ ba đây rồi. Vâng, cũng học Việt Bỉ ở đấy, nắm giữ quan trọng tại Savico, đúng không? SVC trên sàn Hà Nội rồi. Tổng giám đốc của công ty cổ phần ô tô thành phố Hyundai Trần Hưng Đạo, đúng không? Như vậy đây là một đại lý. Có tổng của công ty trách nhiệm Đông Đô, Chevrolet Đông Đô. Đông Đô Thành, đúng không? Rồi. Giám đốc dự án ô tô của công ty Savico hiện nay không không, đúng không? Như vậy là ông này bên lĩnh vực ô tô rồi. Vâng, ở đây thì khả năng là mình sẽ chạy tiếp nhá. Như vậy là chúng ta có đến 3 thành viên độc lập đây rồi. Vâng, các tiểu ban cũng hai thành viên độc lập liên quan đến tiểu ban gì đây? Tiểu ban thuộc hội đồng quản trị và ủy ban kiểm toán. Trưởng ủy ban kiểm toán và mời hai ông này. Họp hội đồng quản trị năm ngoái thì có tổng cộng là như vậy là có 9 thành viên. Vâng, trên 6 đây, hôm nay được có 3. Có 9 thành viên. Năm ngoái thì họp tất, đúng không? Như vậy là không vấn đề gì cả. Rồi. Thành viên độc lập 3, thành viên không điều hành 6 trên 9, đúng không? Mọi vâng, toàn chữ thôi. Đây đây, các cuộc họp trong năm qua đây. Thông qua việc không thu hồi cổ phiếu nhân viên nghỉ việc theo quy chế phát hành ESOP. Ố. Không thu hồi cổ phiếu. Nghe nghị quyết lại nhỉ. Rồi, quy định thứ hai là thông qua việc triệu tập đại cổ đông 2023. Đúng không? Thông qua khoản vay giữa Thế Giới Di Động, đúng không? Với ngân hàng HSBC Việt Nam. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán 2023 và không thu hồi cổ phiếu nhân viên nghỉ việc theo quy chế phát hành của năm 2020. Quy chế phát hành ESOP. Đúng không? Thông qua việc chia cổ tức tiền mặt 2022, thông qua việc không thu hồi cổ phiếu nhân viên nghỉ việc theo quy chế phát hành ESOP, thông qua việc phát hành cổ phiếu có điều kiện cho người lao động, đúng không? Đây là ESOP rồi, tại công ty con. Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại công ty cổ phần 4K Farm, và cuối cùng là thông qua thu hồi không thu hồi cổ phiếu nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP. Đấy. Vâng, ESOP đến mấy phát. Có thể ESOP là cực kỳ quan trọng đối với Thế Động. Rồi, mình kiểm tra xem còn gì không. Không thấy rồi. Toàn chữ là chữ thôi. Vâng, đây cổ đông là chỉ có thứ gì mặt 5% này. Vâng, không có gì cả. Vâng, ở đây là kết quả của năm ngoái. Năm ngoái thì cực kỳ tệ rồi, đúng không? Doanh thu giảm 11 và lợi nhuận thì giảm 96, đúng không? Mọi người nhìn thấy lần đầu tiên Thế Động là phải đối mặt với cái việc doanh thu giảm siêu sâu, đúng không? Đầu năm giảm đến 20% và đến cuối cùng năm thì sau khi những cái lần phá giá thì giảm giá thì còn 11, quá khó khăn. Và có thể thấy độ khoảng 5 tháng nay thì doanh thu hàng tháng là bắt đầu xem với cái thời 2022, đúng không? Bắt đầu xem và đang tốt dần lên. Và đây các thông số tài chính, mình chạy tiếp cho nào. Và không thấy gì cả. Đây là giao dịch thù lao và khoản lợi ích của hội đồng quản trị, ban giám đốc và ủy ban kiểm toán. Anh Tài thì nhận được 230 triệu, như vậy là mỗi tháng được chưa được 20, nhẹ nhàng. Anh Lượm thì 600 triệu, cái này có vẻ cũng ok, mỗi tháng còn được 5 mấy triệu chứ. Đoàn Văn Hửa em thì mỗi tháng gần 50. Trần Huy Thanh Tùng kiêm tổng đốc thì thậm chí là chỉ có 164 triệu. Cuối cùng thì chỉ có ông Robert Alan Gillette kia thì còn được 2.2 tỷ, đúng không? Wow, đây gọi là chắc là công tư vấn hay sao vậy? Rồi, anh Tài đây. Đúng không? Năm qua thì năm ngoái thì lại không tăng gì cả, đúng không? Năm ngoái không chi cổ, năm nay cũng vậy, chỉ có 22 chi cổ thôi. Và đây đây, đây là những người có liên quan, đúng không? Đây là cái công ty của anh ấy đây, đúng không? Năm đây có phải mỗi 200 đâu, cộng như vậy lại 12,8 rồi, đúng không? Vậy rất nhiều luôn. Đầu tiên có thể thấy nhóm anh Tài đây chắc là vợ rồi, còn đây khả năng là anh chị em ruột rồi,
hai em gì đấy, và chúng ta thấy cả nhóm là như thế kia, nhóm anh Tài. Chúng ta có một cái nhóm như thế này đúng không? Và thử cộng cái là bên này. Vâng, bên này cũng như vậy đúng không? Chúng ta chắc là phải 10 13 đúng không? Vậy là cộng cả nhóm lại như vậy. Rồi, đúng không? Vẫn 13%. Và anh Lượm thì có mỗi mình anh ấy thôi, đúng không? Và chỉ ghi như vậy. À, trong ngày là năm qua là anh Lượm anh có bán rồi, đúng không? À. Rồi ông Robert, đúng không? Ở đây mình kê mình khả năng đây là những người có tham gia giao dịch trong năm vừa rồi. Đấy, tóm lại như thế. À, 8 triệu và vẫn là 8 triệu đúng không? Nhưng anh này không mua bán gì cả. Tiếp theo là cái bạn giám đốc của cái chuỗi di động đúng không? Là 4 triệu về 2 triệu 8 đúng không? Như vậy là năm ngoái là có bán rồi. Tiếp theo là cái anh tổng đốc của MVKG đúng không? Là Trần Huy Thanh Tùng. Đúng không? Đầu kỳ là 11 triệu. Đấy là vẫn 11 triệu. Rồi đây chắc là vợ đúng không? À, 6 triệu 7 vẫn là 6 triệu 7 và cái công ty tư vấn đầu tư Trần Huy đúng không? Chắc là công ty sau của anh rồi. Nhưng mà anh này anh cũng phải cầm đến 3% công ty rồi. Đúng không? Đây đây, hai nhân vật này là có mua bán. Bán nhá, nhìn nhìn này là chắc là nó bán rồi. Đúng không? Đây chắc là con hoặc là em, đúng không? Mình đoán là như vậy. Vâng, như vậy là từ nãy giờ toàn thấy có mỗi anh Tài thì mua thêm 100.000 thôi, đúng không? Còn thấy còn đâu là bán là bán, đúng không? Tất cả gần như là bán. Như vậy là cái cơ chế của bên Tự Động thì gần như là lâu lâu được e-shop và cứ được bán là lôi ra bán thôi, đúng không? Đấy, như vậy. À, nhóm của anh Trần Huy Anh Tùng thì cầm 3,4% công ty, đúng không? Đấy, chúng ta có cái như vậy. Rồi chúng ta có một nhóm còn ba nhóm còn lại thôi, đúng không? Vũ Đăng Linh cũng cầm cả đến cả triệu cổ. Vâng, và cũng bán nhá, đúng không? Triệu 3 và triệu 1. 51 về 30. Vâng. Rồi Lý Trần Kim Ngân, đúng không? Và đây như 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 kế toán trưởng thì vậy. Vâng, cũng bán nhẹ. Lê Thị Thu Trang, đúng không? Vâng, năm ngoái mà bán thì chắc là không được giá rồi. Năm ngoái bán giá rất thấp. 360 về 270. Vâng, toàn bán thôi, đúng không? Như vậy là trừ anh Tài mua được 100.000 ta. Vâng, như vậy là ta có một cái danh sách như này, đúng không? Đều là đều là. Vâng, như vậy là theo cái danh sách này thì đến giờ này thì chỉ còn có hai nhóm cổ đông nội bộ gọi là tương đối thôi, đúng không? Là anh Tài và anh Tùng, đúng không? Chứ còn gần như là không còn ai cả. Những người còn lại thì mỗi lần họ nhận được một tí e-shop thì chắc là trình trình bán ngay thôi, đúng không? Chứ còn xuyên suốt là không thấy gì cả. Và chúng ta đến với hợp đồng và giao dịch của cổ đông nội bộ nhá. Ông Robert ở đây ông tư vấn này, đúng không? Ông người anh đây. Hợp đồng tư vấn phí tư vấn là 2,5, không biết là triệu hay là tỷ nữa. Vâng. Vâng, nhìn rất khó nhìn. Rồi. Công ty 4K Farm đúng không? Tăng vốn thông qua hình thức mua cổ phần là 12 tỷ đồng. Đúng không? Rồi. À, mình không nhìn thấy gì cả, à, toàn chữ thôi. Rồi chúng ta chạy tiếp xem như nào, nhìn khả năng là gần hết rồi. Vâng, như vậy là chúng ta cũng đến được báo cáo là chính rồi. À, còn ít thời gian thì tranh thủ đá qua tí cái tổng kết 8 tháng. À, lũy kế 8 tháng đây doanh thu là như này và tăng có 7%. Vâng, tăng 7%. Vâng, năm nay là 87. Năm ngoái 8 tháng là 76 đúng không? Đấy. Phải hơn chứ đúng không? Đây là 15%. Tăng 7% so với cùng kỳ, hình như là à không. Chuỗi di động và điện và điện máy đúng không? Như vậy họ cộng hai cái kia lại. Còn cả chuỗi thì tăng 15, à cả công ty thì tăng 15 và chỉ có hai cái chuỗi cổ điển nữa thì tăng 7. Trong đó riêng tháng 8 thì thế giới di động và lệnh máy xanh đúng không? Bao gồm cả top zone nữa thì là 7.500, doanh thu thì tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, tháng so với cùng kỳ và tăng khoảng gần 5% so với tháng liền trước, như vậy cũng rất là bình thường.
Động lực tăng trưởng đến từ ngành hàng điện thoại với mức tăng trưởng dương theo tháng và cùng với ngành hàng máy lạnh. Ngoài ra nhờ vào nguồn hàng đầy đủ và chương trình khuyến mại hấp dẫn, hàng máy hàng xách tay chứng kiến mức tăng trưởng hai chữ số trong mùa tựu trường vừa khai giảng xong. Trong cái tháng 8 2023 24 này thì Thế Giới Di Động Điện Máy Xanh và Topzone cũng đã bắt đầu có công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo đợt bán hàng mở bán sản phẩm iPhone vào tháng 9 2024 đúng không? Về số lượng và thời gian giao hàng và doanh thu online 8 tháng đầu năm đạt khoảng 6,7 nghìn tỷ và chiếm khoảng 11%. Như vậy là cũng tạm được. Đấy. Và về chuỗi Wi-Fi xanh thì lũy kế 8 tháng thì đạt 26,7 và tăng gần 38% so với cùng kỳ, như vậy là cực kỳ mạnh đúng không? Mà chúng ta cũng nhìn thấy số cửa hàng không hề tăng ghê gớm gì. Riêng tháng 8 thì doanh thu đạt hơn 3.600. Hơn 3.600. Thế còn không biết mình cộng cộng trừ của gì thì cứ nhập dần vào thì nó ra 3.700. Và riêng tháng 8 thì là như này, cải thiện nhẹ so với tháng trước và tăng khoảng 25% so với cùng kỳ, đúng không? Như vậy là tăng rất rất ok. Nhờ đóng góp của cả hai ngành hàng tươi sống và FMCG, đúng không? Doanh thu bình quân tháng 2 tỷ 1, đúng không? Cái này thì đương nhiên rồi, mình vừa lấy nhân tử ra. Và như vậy là kết quả cái kinh doanh tháng 8 cũng hết sức là ok. Bây giờ phút này là như vậy, đúng không? Và chúng ta sẽ cùng đợi là sang cái tháng sau thì có cả tháng 9 và đồng thời có cả kết quả kinh doanh báo cáo tài chính luôn, quý 3. Ok, khả năng hôm nay mình sẽ tạm dừng ở đây và hôm nay thì chúng ta cũng đã hết phần thông tin rồi. Ok.